thưa quý vị, ban liên lạc cựu học sinh trường Trung học Tân Trụ, nay là trường Trung học cơ sở thị trấn Tân Trụ, tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên trong 2 năm qua, ban liên lạc hội cựu học sinh trường Trung học Tân Trụ không tổ chức họp mặt, nhưng hoạt động thăm hỏi thầy cô vẫn được diễn ra vào các dịp lễ Tết, nhất là đối với các thầy cô lớn tuổi. Đồng thời, các hoạt động giúp đỡ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn như tặng xe đạp và trao học bổng cũng được ban liên lạc duy trì. Buổi họp mặt năm nay cũng là dịp để các cựu học sinh điểm lại các hoạt động của ban liên lạc Hội cựu học sinh Tân Trụ trong 20 năm qua, đồng thời ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam. Dịp này, ban liên lạc tặng 10 phần quà cho học sinh vượt khó học giỏi, trao tặng 11 chiếc xe đạp, 30 phần quà tiếp sức học sinh đến trường và nhiều phần quà thiết thực khác.